hệ thống hồi sinh VinFast bắt đầu xuyên Việt, nguyên thân thể chủ nhân là liếm chó, liếm ban hòa ba năm lâu, chẳng những không có đáp ứng, còn bởi vậy bị cười nhạo, một hồi ngoại ý muốn, cùng hắn trùng tên cùng họ nhân hồn xuyên đến trên người của hắn, đến tận đây, liếm chó danh hiệu này vào giờ phút này không hề tồn tại, về sau xin gọi hắn nhân gian thanh tỉnh ca. Liếm chó, chó cũng không được. Kết quả là hắn dựa vào hào quang nhân vật chính, dưới sự trợ giúp của ngón tay vàng ở trong giờ tiếng Anh dùng tiếng Anh lưu loát đánh ra một kích xinh đẹp, cho mọi người một bạc tai vang dội, đồng thời đối mặt với các loại yêu cầu của hoa khôi lớp, hắn không hề ngoan ngoãn phục tùng giống như trước kia, mà là lựa chọn trực tiếp bày bài. Lâm nhu nhu, từ nay về sau tiểu gia ta không còn hầu hạ ngươi nữa. Lâm tiêu, cô cho rằng bộ dạng này của cô dọa được tôi sao? Cô theo đuổi tôi ba năm nói buông tha là buông tha. Tôi nói với cô, cô không cần không biết tốt xấu theo đuổi tôi đều xếp hàng từ trường học đến pháp rồi đối mặt với lâm tiêu ngã bài lúc đầu nàng cũng không có để ý cho rằng chỉ là lạc mệm buộc chặt mà thôi nhưng sau đó lâm tiêu không còn tiếp cận nàng nửa bước mới phát hiện hắn nói đều là sự thật mà bên kia dưới cơ duyên xảo hợp sau khi thoát khỏi hoa khôi lớp lâm tiêu và hoa khôi trường gặp nhau từ đó bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động chương một ám toán bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 02 Trùng sinh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Hoa khôi lớp rừng nhu nhu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Nghe không hiểu lời nói. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 05 Thư viện Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Giáo hoa đồng liên liên Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Lão bối tử, bí mật này, ta ăn ngươi cả một đời. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét kể đến không thiện. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. tiếng anh khảo thí, chúc đại gia đồng chí khoái hoạt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. trò chơi mối nối. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.